Ngọc Hương và cô Hà xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Hà ơi, nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp về, Ngọc Hương xin được chúc cô Hà và cả quý vị khán giả thân thương của chương trình một năm mới an khang thịnh vượng và mỗi ngày thêm vui hạnh phúc mới, món ngon đem đến vị tuyệt vời. Cô cảm ơn Ngọc Hương nha, và cô cũng xin đáp lễ bằng một câu đối: mỗi ngày ta trọn một niềm vui, món ngon thêm vị yêu thương đời. Xin chúc quý vị khán giả và Ngọc Hương một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn cô Hà, nhưng mà Ngọc Hương nghĩ là cô Hà chúc thiếu rồi đó. Ủa, cô chúc thiếu gì vậy Ngọc Hương? Phải chúc thêm quý vị khán giả của chương trình là vui món ngon, trọn ngày Tết nữa. À, Ngọc Hương đã chúc rồi, vậy thì bây giờ cô sẽ giúp lời chúc này biến thành hiện thực bằng cách là sẽ hướng dẫn một món ăn thật là đặc biệt và cách chế biến thật là đơn giản. Wow, cảm ơn cô Hà. Đây là thông tin hấp dẫn nhất trong ngày đó. Món ăn này tên là gì vậy cô Hà? À, món ăn này là một món ăn rất quen thuộc với người Hà Nội. Ôi cô Hà ơi, ẩm thực mình thì rất là phong phú và đa dạng. Cô Hà phải cho thêm thông tin thôi. Món ăn này được sáng tạo từ một món ăn quen thuộc và truyền thống mà khi nhắc đến đất nước Việt Nam thì người ta sẽ nghĩ ngay đến món ăn này đó. Em biết rồi, cô Hà đang nói đến món phở. Rồi, Ngọc Hương đã đoán trúng được một nửa rồi đó. Món ăn hôm nay thì được sáng tạo từ món phở. Nào, bây giờ mời khán giả cùng chúng tôi vào bếp để thực hiện món phở cuốn. Ngọc Hương ra Hà Nội rất là nhiều lần nhưng mà chưa bao giờ ăn phở cuốn cả. Không biết là thời gian chuẩn bị mất nhiều thời gian không cô? Món phở cuốn chỉ cần khoảng 5 phút chuẩn bị và 10 phút chế biến là xong thôi đó Ngọc Hương. Như vậy là tổng cộng thời lượng là món ngon trong 15 phút không cô? Đúng rồi, với điều kiện là chúng ta sẽ chuẩn bị thịt bò, bánh phở, hành tây, cà rốt, giá, xà lách, rau thơm các loại, tỏi băm, ớt băm, các loại gia vị thông dụng, giấm gạo Lisa và hạt nêm Ajinon. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ướp thịt bò. Ngọc Hương nhớ ha, thịt bò mình mua về thì mình sẽ sắc lát mỏng và to bản, mà nếu mà càng dài thì càng dễ cuốn Ngọc Hương ha. Dạ. Cô sẽ ướp vào đây một muỗng hạt nêm Ajinon, nửa muỗng cà phê tiêu và một muỗng tỏi băm. Sau đó thì mình trộn đều lên, mình có thể để từ khoảng 10 đến 20 phút đều được Ngọc Hương ha. Dạ. Rồi em trộn lên cho cô. Dạ, để em giúp cô Hà cho. Quý vị khán giả thân mến, để thực hiện món phở cuốn được ngon, chúng ta chọn thịt bò phi lê quý vị nhé. Em trộn thịt bò lên đây nè cô Hà. Rồi, cảm ơn Ngọc Hương. Và trong lúc chờ thịt bò ngấm gia vị á, thì mình sẽ xào phần cà rốt, hành tây và giá. Dạ. Cô sẽ cho dầu vào đây. Mình sẽ cho tỏi băm vào. Dạ. Rồi tiếp theo cô cho cà rốt vào. Dạ. Và mình sẽ nêm vào trong cà rốt nửa muỗng hạt nêm Ajinon. Bây giờ cô cho thêm hành tây vào đây. Hành tây và giá rất là mau chín cho nên là mình xào rất nhanh ha. Dạ. Khi mà hành tây, giá và cà rốt vừa chín tới thì mình sẽ trút ra đĩa ha. Dạ. Rồi tiếp tục mình cũng sẽ dùng cái chảo này, mình sẽ xào thịt bò. Dạ. Cô cũng sẽ cho vô đây một ít dầu. Cô sẽ cho phần thịt bò vào đây xào. Thịt bò mình xào là vừa chín thôi Ngọc Hương ha. Dạ. Thì nó sẽ giữ được độ mềm và thơm. Em tắt lửa nha cô. Rồi em tắt lửa giùm cô ha. Dạ. Cô Hà ơi, công đoạn tiếp theo là mình phải làm cái gì nữa hả cô? Bây giờ thì cô sẽ làm một công đoạn quyết định đến sự thơm ngon của món ăn này, đó là pha nước mắm chua ngọt. Các bạn pha nước mắm chua ngọt theo tỷ lệ như sau: nửa chén nước, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm và 1 muỗng rưỡi canh giấm gạo Lisa. Dạ. Sau khi đã khuấy tan phần đường thì mình sẽ cho tỏi ớt băm vô. Và bây giờ thì mình bắt đầu khâu cuối cùng, đó là cuốn. Đúng rồi, mình sẽ cuốn phở. Rồi Ngọc Hương thấy bánh phở này thì cô đã cắt thành những cái miếng vuông vức cỡ bằng bàn tay, có kích cỡ khoảng chừng 10-15 cm. Mình sẽ đặt cái mặt láng của cái miếng bánh ở phía bên dưới để khi mình cuốn á thì cái mặt láng nó sẽ ra bên ngoài, thì trong cái phở cuốn nó sẽ hấp dẫn hơn. Quý vị khán giả thân mến, khi cuốn thì chúng ta lưu ý là để mặt láng của bánh phở ra ngoài để khi cuốn lại món phở cuốn của chúng ta sẽ láng bóng và rất đẹp mắt. Xà lách, đặt lên đây một ít rau thơm, cho tiếp phần hành tây, cà rốt và giá đã xào lên trên đây. Và cuối cùng thì sẽ cho thịt bò. Mình sẽ cuốn tròn lại. Tiếp
theo á, cô sẽ chỉ cho Ngọc Hương một cách trình bày để thí dụ như nhà mình có sinh nhật hay là mình chiêu đãi bạn bè thì mình sẽ có một cái cách trình bày phở cuốn thật là hấp dẫn ha. Hay quá. Cô đã chuẩn bị đây những cái ly ha, để mình sẽ đặt phở cuốn vô và mình sẽ cho vào đây mỗi ly một ít nước mắm. À lạ quá cô Hà ơi, mình ăn phở cuốn mà mình ăn trong ly. Đúng rồi. Phần phở cuốn này mình sẽ cắt ở một đầu cho đẹp, còn đầu còn lại á thì mình sẽ cắt xéo. Dạ. Yeah. Rồi sau đó mình sẽ đặt vào ly như thế này. Và mình sẽ trang trí ở mỗi một cái cuốn phở cuốn một ít lá húng lủi, rau thơm gì cũng được ha. Dạ. Yeah. Wow, như vậy là xong rồi. Cô Hà ơi, Ngọc Hương nghĩ là quý vị khán giả cũng đang nóng lòng chờ đợi xem cảm nhận về phở cuốn như thế nào. Bởi vì cách trình bày này rất là đẹp mắt và hơi độc đáo đó nha. Vậy thì bây giờ cô sẽ mời Ngọc Hương thử ha và chia sẻ cảm nhận về món ăn này với quý vị khán giả nha. Dạ, cảm ơn cô Hà. Nước mắm thì chua chua ngọt ngọt, thịt bò thì mềm, các loại rau thì giòn, bánh phở thì mềm. Điều này chắc em ăn cả 10 cái ly luôn á cô Hà. Cảm ơn Ngọc Hương nha. Vui món ngon. Chọn ngày Tết. Cảm ơn cô Hà đã hướng dẫn cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả một món ngon trong tích tắc và phù hợp với những ngày Tết bận rộn. Quý vị khán giả thân mến, đừng quên đóng góp ý kiến cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số mới đó là 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto cũng theo số mới 083 823 7557. Còn bây giờ, Ngọc Hương và cô Hà xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.